Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Ở bên trái Cường hôm nay là chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium 1.5 hay 1.0 nè. Phiên bản 1.5 full option các bạn. 1.5. Nó là phiên bản 2021 và nó là VIN 2021 không bạn. VIN 2021 tức là xe sản xuất năm 2021 đó. Thì cách đây khoảng 1 tháng thôi, Cường đã có một cái bài review chia sẻ tại sao chiếc xe Ford EcoSport này lại có một doanh số rất là ảm đạm. Cái sự ưu điểm của nó thì rất khó thấy, nhưng mà nhược điểm của chiếc xe này lại rất dễ thấy. Thì nếu các bạn muốn tìm hiểu về cái khía cạnh đó thì các bạn hãy xem lại cái video Cường để đường link bên dưới để các bạn cùng hiểu tại sao Ford EcoSport lại bán ế như vậy. Nhưng mà hôm nay Cường lại muốn review lại cho các bạn một lần tổng thể nữa về chiếc xe này, bởi vì cũng có rất nhiều khách hàng người ta đã hiểu được những cái khía cạnh đó, cho nên họ nhắn tin cho Cường và họ chia sẻ với Cường cũng như là comment ở bên dưới video đó về những cái trải nghiệm của họ, về những cái mà họ đã sử dụng dòng xe này rồi và họ rất là mê cái dòng Ford EcoSport này. Thì hôm nay Cường sẽ review lại tổng thể một lần nữa để những bạn nào mà chưa biết thì qua video này sẽ cho các bạn thêm thông tin để các bạn quyết định có xuống tiền cho chiếc xe Ford EcoSport này hay không. Đầu tiên là phần đầu xe. Đầu xe thì so với lại 2020 thì nó có một chút sự thay đổi. Đó là về phần cái cụm đèn này. Đèn bây giờ của chúng ta là đèn xenon. Xenon là nó có cái cường độ sáng cao hơn halogen, nhưng mà nó thấp hơn LED một xíu. Nhưng mà cái dải sáng của nó lại nằm ở giữa màu vàng của halogen và màu trắng của LED. Cho nên cái màu cái đèn này khi mà Cường trải nghiệm thực tế, nó cho Cường một cái tầm quan sát rất tốt ở chế độ Sport và Pha luôn. Mặt ca lăng vẫn là cái ngôn ngữ thiết kế đó, vẫn là kinetic của Ford đặc trưng. Những cái thanh và cái hình oval rất đặc trưng của Ford, nhìn vào là biết ngay. Đèn xi nhan được hạ thấp ở phía dưới này và kế bên là đèn sương mù. Đèn sương mù là lại sử dụng halogen cho cái màu ánh sáng vàng rất là tốt. Ở dưới này chúng ta cũng có một cái móc câu để chúng ta kéo xe. Ở phần phía dưới này tuy không có cảm biến phía trước, nhưng khi mà trải nghiệm thì Cường thấy là cái sự xoay sở của chiếc xe với một cái kích thước nhỏ như vậy á thì rất là thuận tiện để các bạn xoay sở trong những cái nơi chật hẹp, bởi vì cái kích thước tổng thể của nó nhìn rất là gọn gàng. Đó là về phần đầu xe. Khi nhìn ở bên hông, như Cường đã nói, kích thước rất là nhỏ gọn, các bạn có thể thấy ha, nhìn rất là xinh xắn và nhỏ gọn. Chiếc xe này mà nữ đi thì rất là đẹp các bạn, đặc biệt là cái màu đỏ này. Nữ mà đi màu đỏ hoặc là màu xanh nhìn rất là cá tính và thể thao. Nó có thêm cái màu nâu màu phát gần như là màu cam các bạn. Thì ở phần bên hông này thì chúng ta sẽ có gương chiếu hậu, chỉnh điện và gập điện tự động. Thứ hai nữa là cái phần bệ bước này thì gắn thêm nha. Nguyên bản của nó sẽ không có phần bệ bước này. Và thứ hai nữa là về cái phần mâm. Tuy một chiếc xe nhỏ thôi nhưng mà mâm là 17 inch nha các bạn. Nhìn cái mâm này rất là hài hòa như xe này, nó cho mình một cái sự thể thao nhất định. Nhưng mà cái phần lốp này, cái phiên bản 2021 đó là lốp Bridgestone. Thì anh chị nào mà đã đi cái dòng Michelin rồi, khi mà lên chiếc xe này mà lái thử hay là chạy thử á, thì các bạn sẽ nhận được một chút cái sự độ ồn từ cái phần lốp này. Lốp này không xịn được Michelin. Nếu mà các bạn mà về các bạn thay cái thằng Michelin Prisma gì đó, Prisma nó sẽ êm hơn cái thằng này. Mình trải nghiệm thực tế thì cái lốp này mình nó cho mình cái sự không êm bằng cái phiên bản trước. Nhưng mà các bạn phải để ý kỹ lắm thì các bạn mới nhận ra được cái phần này. Mâm vẫn rất là đẹp, vẫn kích thước đó, vẫn cái hình dạng đó. Và phanh là phanh đĩa cho phần phía trước và phanh tăng chống cho phần phía sau. Tiếp theo là trên giá nóc này chúng ta sẽ có hai cái đường ray trượt của cái phần giá nóc này, để giúp cho chúng ta là có thể gắn thêm những cái ba ghe ở phía bên trên để chở thêm đồ, chở thêm hành lý cho những cái chuyến du lịch đi xa. Còn phần nhìn bên ngoài các bạn sẽ không thấy được cái sự quá gì nổi trội trên chiếc xe này, nhưng mà các bạn nhìn đây, ở bên trong cái phần thành cửa này sẽ có những cái thanh gia cường, và những cái thanh này các khi các bạn nhấn vô các bạn sẽ không thể có một dù chỉ một chút xíu cái sự ọp hẹp trên chiếc xe này, rất là chắc chắn luôn, nó kiểu như là một cái miếng thép nguyên khối các bạn. Ở phần dưới này, ở phần phía dưới này thì sẽ có một chút này, các bạn sẽ cảm nhận nó hơi lún vô này, nhưng mà ở cái phần thanh gia cường ở bên trên này cực kỳ cứng luôn. Nó sẽ bảo vệ tối đa cho người ngồi ở phía trong những trường hợp va chạm ngang. Đuôi xe thì sao? Đuôi xe thì
các bạn cũng quen lại cái hình ảnh mà nó bị mất cái bánh dự phòng này rồi đúng không? Bởi vì nó xuất hiện trên 2020 thì nó mất bánh dự phòng này rồi. Thì những cái đường chrome nè, ốp chrome này toát lên được cái vẻ sang trọng trên chiếc xe này. Thì đây là phiên bản Titanium 1.5, nếu 1.0 thì nó sẽ có thêm cái logo của cái công nghệ động cơ EcoBoost. Còn đây không có thì nó là phiên bản 1.5. Hiện tại chỉ có hai phiên bản 1.5 và 1.0 thôi. Trend, phiên bản Trend thấp hơn 1.5 luôn thì sắp tới sẽ về Việt Nam. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có bốn cảm biến cho hỗ trợ đỗ xe và có cả camera lùi luôn nha các bạn. Thì không có bánh dự phòng thì chúng ta sẽ có cái phần dụng cụ vá lốp ở phía dưới này. Đây là cái bộ dụng cụ vá lốp của chiếc xe này. Thì dụng cụ vá lốp của chiếc xe này rất đơn giản. Thì lốp của chúng ta sẽ có là lốp có cảm biến áp suất lốp luôn. Thì một cái mẹo ở đây cô muốn chia sẻ là khi các bạn chạy xe, khi mà các bạn phát hiện chiếc xe này cảnh báo lốp của chúng ta bị hạ áp suất thì ngay lập tức lúc đó chúng ta nên dừng lại và kiểm tra. Nếu ở đúng là bị xẹp lốp thì chúng ta hãy sử dụng ngay cái bộ vá lốp này. Thì cái bộ vá lốp này rất đơn giản. Đây là cái chai keo. Sẽ có một cái video thực tế Cường làm cái bộ vá lốp này, nhưng mà bây giờ Cường hướng dẫn sơ thôi. Cái chai keo này chúng ta lắc đều lên. Đây là cái bơm lốp. Thì khi mà lốp của chúng ta bị xẹp á, thì chúng ta mở cái này ra, mở cái nắp cam này ra, đổ cái chai, gắn cái chai vá lốp này, xoắn vào đây. Dưới này nó sẽ có một cái bơm. Đây là cái bơm. Bơm này chúng ta sẽ cắm vô lốp. Phần điện này, điện chúng ta sẽ cắm thẳng vô cái tẩu 12V có sẵn trên xe. Lúc đó bơm sẽ tự động bơm cho chúng ta, khi mà đổ áp chúng ta chỉ việc ngắt nguồn là xong. Chiếc xe này ví dụ như chúng ta là bơm 2,5 kg, đúng 2,5 kg chúng ta ngắt xuống. Khi mà chạy xe thì cái phần keo này nó sẽ chạm cái chạm mà cái vị trí mà bị lủng đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta là di chuyển được thêm một quãng đường nữa. Với cái vận tốc tối đa là 70 km/h. Nhưng mà cái kinh nghiệm của Cường ở đây á, thì các bạn khi mà tìm được cái chỗ mà vá xe ngay lập tức á, thì chúng ta sẽ dừng lại và xử lý ngay để chắc chắn 100% rằng cái phần lốp của chúng ta sẽ di chuyển được với cái quãng đường xa hơn. Còn cái phần vá tạm này chỉ là tạm thời thôi nha các bạn, không phải là để đó chúng ta đi luôn, nó không được an toàn cho lắm. Còn về phần cốp của chiếc xe này thì các bạn thấy là nó là một chiếc xe nhỏ thôi, nhưng mà về phần cốp rất là rộng mà. Cái độ sâu của nó lên đến 60 cm, chúng ta có thể để hai cái vali full size ở đây. Thậm chí cái phần cốp này còn bự hơn cả Everest, hai cái vali full size ở đây, hoặc là rất nhiều những vật dụng bên trên khác. Phần nội thất thì sao? Đây, nội thất Cường sẽ chia sẻ cho các bạn. Ngoại hình thì các bạn thấy sao? Hãy comment cho Cường cùng biết nha. Còn về phần nội thất thì khi ngồi ở vị trí này, một cái điều nhận ra ngay đó là ghế chỉnh điện. Ê, sorry các bạn, ghế chỉnh cơ. À, tầm giá này còn phải chỉnh cơ các bạn. Nhưng mà đổi ngược lại chúng ta sẽ có những cái phần trên này được bọc da cao cấp này, ghế bọc da cao cấp toàn bộ. Phần trên này là bằng nhựa mềm giả da rất là cao cấp. Những cái phần tappy bên này cũng vậy, được bọc da. Gương chiếu hậu là chỉnh điện toàn bộ, không nói làm gì. Vô lăng có rất nhiều nút bấm ở đây, có ga tự động cruise control nè, có hệ thống giải trí tích hợp lên vô lăng nè, nghe thoại rảnh tay nè, kết hợp với đó là một cái màn hình 8 inch, hệ thống ra lệnh bằng giọng nói Simba, điều hòa sẽ là điều hòa tự động luôn nha. Và một cái điểm mà trừ nè, màn bệ tì tay quá nhỏ, không để được một cái gì trong này, quá nhỏ. Phần dưới này thì nó hơi húng và nó hơi kiểu như là nó hơi trống trải. Cần số thì ok, chắc chắn, bự to, đúng cái phong cách của Mỹ, phong cách của Ford. Và một cái màn hình hiển thị đa thông tin ở bên trong này là màn hình trắng đen. Hồi trước nó còn được màn hình màu, bây giờ là trắng đen, vô lý thật. Cho nên đó là một cái điểm trừ. Còn thiết kế thì Cường kể là trên một chiếc xe như vậy thì ok. Hai cái màn hình analog, một cái tua máy, một cái tốc độ, hai cái kim xăng và nhiệt độ máy. Một cái màn hình đa thông tin bên trong trắng đen là cái điểm mà Cường phải ngứa mắt nhất trên chiếc xe này. Gương chiếu hậu chống chói tự động, ok. Không có cửa sổ chơi, trước đây có cửa sổ chơi, nhưng mà bây giờ không có cửa sổ chơi. Cái chi tiết này bỏ đi cũng cảm thấy hợp lý ở đường Việt Nam. Bởi vì cửa sổ chơi ở đường Việt Nam á, chắc các bạn mua xe về các bạn 99% mà không mở cửa sổ chơi. Cho nên thôi cắt bỏ cái đó, thay bằng những cái tiện ích hợp lý hơn cho người dùng thì cũng cảm thấy ok. Đây chúng ta sẽ có một cái hộc để đồ tương đối là lớn á.
ở đây có những cái vật dụng để những cái hộp để đồ vị trí lung tung á. Đây có một cái tẩu 12V này để cắm cái bơm lốp hay là sử dụng cho sạc điện thoại, và có hai cổng USB ở đây luôn. Rồi bây giờ Cường sẽ mời các bạn vô cái hàng ghế thứ hai. À khoan, hàng ghế thứ hai trước khi vô thì các mình sẽ cho các bạn thấy này, cái trụ A của chiếc xe này rất lớn nhé. Cái sự an toàn trên kho luôn được ưu tiên hàng đầu, cho nên cái trụ A các bạn cực kỳ chắc luôn. Cái xe này mà lỡ có xảy ra va chạm thì bảo vệ người dùng một cách tối đa. À đây, cái ghế hàng ghế thứ hai đang được gập phẳng này. Nếu mà gập phẳng hai ghế xuống á thì chúng ta sẽ có một cái khoang để đồ tương đối là rộng cho phần đằng sau. Bây giờ chúng ta sẽ gập lại rất đơn giản thôi. Đó, xong rồi các bạn. Bây giờ Cường sẽ bước vào hàng ghế thứ hai. Thì cái hàng ghế thứ nhất hồi nãy Cường ngồi nó vừa vặn với thể trạng của Cường. Thì khi mà Cường ngồi ở hàng ghế thứ hai á thì đầu tiên nói về cảm giác trước đi. Cảm giác ngồi á thì da cao cấp, nệm êm. Nhưng mà cho phần chữ đầu lên. Nhưng mà cái phần nệm á, hay là do xe mới không biết nữa, nó hơi lồi lên thì nó tạo cho mình cái cảm giác nó hơi mung lung khi mà ngồi, mà cái xe mà lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại thì nó sẽ không ôm chặt người dùng. Nếu mà cái phần ghế này nó làm hõm xuống một xíu, phần mông này hõm xuống một xíu, phần lưng này hõm xuống một xíu thì nó sẽ ôm cái người dùng mình hơn, ôm cái người ngồi ở đây hơn, thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác rất là chắc chắn và đỡ bị say xe, đỡ bị mệt, đỡ bị chồng chành khi mà đi vô những cái đường xấu hay là đi đường cao tốc. Còn về phần chất liệu da cao cấp thì không nói làm gì, những phần tappy ở bên này được làm bằng nhựa và có vài chi tiết được bọc da ở đây. Không có cửa gió cho phần phía đằng sau, nhưng mà xe Ford thì các bạn yên tâm đi. Máy lạnh rất là sâu, rất là sâu luôn. Còn cái phần rộng rãi thì một cái khoảng đâu đó khoảng tầm 15cm thì ở đây là nó ở tầm trung thôi, nó không phải là rộng lắm, nó không phải là hào phóng quá đâu. Nó ở một cái mức tầm trung, trên một cái dòng xe như vậy thì là hợp lý. Và có những cái vị trí để đồ rất là nhỏ nhỏ ở bên này, rất là nhiều cái vị trí để đồ, rất là thuận tiện. Có đèn cho cả phần đằng sau luôn nha. Tiếp theo Cường sẽ giới thiệu các bạn về công nghệ động cơ trên chiếc xe này. Dưới cái nắp capo là một cái động cơ 1.5, 120 mã lực, 171 hay 175, 171 Nm. Hộp số tự động 6 cấp, hộp số tự động 6 cấp. Thì nói về khả năng vận hành của cái hộp số này á thì Cường cảm thấy nó nhẹ nhàng. Cả hộp số cả động cơ rất nhẹ nhàng và êm ái. Từ cái việc là từ những cái bước đầu dẫn động 4 bánh nè, từ cái bước đầu khởi động nè, đề ba nè, thì chiếc xe này nó cho mình một cảm giác kiểu như nó lãng tử, nó phong thái, nó nhẹ nhàng, nó tình cảm lắm. Chứ nó không có cái cảm giác là nó gầm gừ hay là nó quá mạnh hay là cái sự ù lì của một chiếc xe quá yếu, mà chiếc xe này rất nhẹ nhàng về tình cảm, rất nhẹ nhàng và êm ái. Và thứ hai nữa là tiết kiệm xăng. 1.5 trên chiếc xe này các bạn chạy 100 cây hỗn hợp nó khoảng 7 lít thôi. Và nếu mà đi đường trường nó khoảng 5-6 lít. Còn nếu mà đi đường nội thành nhiều thì nó khoảng đâu đó 9-10 lít. Như vậy là rất là hợp lý. Và quan trọng nhất là cái sự nhẹ nhàng và êm ái kết hợp với lại cái vô lăng trợ lực điện, thì nó tạo cho mình nếu mà đi cả ngày trong thành phố cũng không có cái cảm giác là quá nặng nề hay là mệt mỏi, mà tạo ra một cái cảm giác nhẹ nhàng thư thái, đúng với lại phong cách của nó là chuyên gia đường phố. Chiếc xe này mà đi phố thì tuyệt vời. Thứ hai nữa là về những cái ưu điểm của nó. Thứ nhất là kích thước tổng thể ok nè, khoảng sáng gầm tốt nè, khả năng lộ nước 500mm nè, lộ nước lên đến đây các bạn 500mm, nửa mét nha. Thì khi mà di chuyển, nếu mà di chuyển trong thành phố thì cái việc leo lề, luồn lách hay là ngập nước thì ok, hoàn toàn thoải mái đối với chiếc xe này. Còn nếu mà đi đường tour, đi đường dài thì ở cái vận tốc cao ấy, thì Cường đánh giá chiếc xe này nó cảm giác là hơi đuối máy. Nó không cho Cường cảm giác là nó bốc. Thì cũng đúng thôi, nó có 1.5, 120 mã lực thôi mà làm sao mà mình đòi hỏi cái sự bốc, cái sự thể thao, cái sự mạnh mẽ như những chiếc xe này được. Không thể đòi hỏi cái chuyện đó được các bạn. Mà quan trọng là các bạn di chuyển hàng ngày, các bạn di chuyển trong phố mà các bạn mua chiếc xe này là hợp lý. Bởi vì nó rất là nhẹ nhàng và nó thoải mái, tiết kiệm, bảo dưỡng này nó cũng rất là ok. Và lâu lâu đi xa, đường Việt Nam thì cao tốc cũng 120 thôi mà vẫn ok, vẫn đáp ứng được 120km/h. Không có quá là nhiều vấn đề đối với chiếc xe này. Chỉ khi nào mà các bạn chạy theo kiểu mà thể thao thì nó sẽ, chiếc xe này làm cho bạn hơi chán. Còn về độ an toàn thì thôi khỏi còn phải nói. 7 túi khí
và cái khung gầm da cường của chiếc xe là rất chắc chắn luôn. Rồi tiện thể kể sơ cho bạn về những cái công nghệ có trên chiếc xe này, về những cái khoản về phần an toàn các bạn có thể tham khảo qua những cái thông tin mà Cường chia sẻ với các bạn. Như vậy, đúc kết lại, chiếc xe Ford EcoSport có đáng mua hay không? Các bạn thấy nó như thế nào? Thì câu trả lời nằm ở các bạn. Các bạn hãy comment cho Cường cùng biết về suy nghĩ và những cái cảm nhận của các bạn về chiếc xe Ford EcoSport này. Liệu nó có phải là chuyên gia đường phố hay không? Và nếu với cái tầm tiền 653 triệu, các bạn sẽ mua dòng xe nào? Chiếc xe này đang có mức giá là 653 triệu kèm với lại rất nhiều chương trình giảm giá tiền mặt tặng full phụ kiện cho các bạn luôn. Hãy nhanh tay liên hệ Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Còn nếu các bạn mà bận quá thì các bạn hãy nhắn tin cho Cường, các bạn sẽ cho Cường biết là cái thông tin của bạn, các bạn tên gì, các bạn ở tỉnh nào và cái dòng xe các bạn đang quan tâm, thì Cường sẽ lập tức báo giá chính xác các bạn luôn. Bởi vì giá ở tỉnh, ở thành phố thì nó khác nhau, cho nên là Cường cần biết cái vị trí của các bạn thì mình mới báo được một cái giá chính xác cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ và có nhu cầu mua xe. Hãy gọi điện thoại Cường. Bye bye.